Chào các bạn đã quay lại với kênh tin tức sao Việt của chúng tôi. Và sau đây là tin tức khác biệt làm mưa làm gió tại giải thưởng Zin Music Awards 2015. Với 3 giải thưởng đề cử, khác biệt đang chiếm nhiều ưu thế giành giải thưởng Zin Music Awards 2015. Zin Music Awards 2015 công bố top 10 các hạng mục chính bao gồm ca khúc của năm, MV của năm, album của năm. Theo đó, khác biệt lọt vào 3 giải thưởng đề cử của MV của năm với ca khúc Tội cho cô gái đó và album của năm với album Không yêu cũng đừng làm bạn. Đặc biệt, anh còn được lọt vào top đề cử hạng mục năm nghệ sĩ được yêu thích nhất. Với 3 giải đề cử, khác biệt được đánh giá đang nắm trong tay nhiều lợi thế sẽ được vinh danh tại Zin Music Awards năm nay. Sở hữu chiếc giọng nam cao, sáng đầy nội lực nhưng không kém phần tinh tế. Trong năm 2015, khắc việt đã liên tục gây ấn tượng với khán giả bằng các ca khúc trữ tình, đậm chất pop ballad. Các ca khúc của anh nhanh chóng giữ vị trí top hit ngay trong tuần đầu tiên ra mắt và cán mốc triệu view chỉ sau thời gian ngắn. Bên cạnh hàng loạt nghệ sĩ trẻ chuyên tạo hit như Sơn Tùng MTP, Isaac, Tiên Tiên, Trung Quân Idol thì khắc việt là đối thủ đáng gờm trên đường đua giải thưởng danh giá của năm. Theo thông tin từ ban tổ chức Zin Music Awards 2015, ca khúc của năm, MV của năm, album của năm là những hạng mục giải thưởng quan trọng nhất của Zin Music Awards 2015. Kết quả căn cứ vào chỉ số Z. Danh sách này mang tính thời điểm, tính từ ngày 1/1/2014 cho đến ngày công bố các top 10, top 5, top 3. Tác phẩm đoạt giải sẽ do hội đồng nghệ thuật bình chọn dựa trên top 3 đã công bố trước đó. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấn đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.